Linh Trang xin chào quý vị, chị em và các bạn. Trong bảng màu khá đa dạng của các tín đồ thời trang thì màu vàng được xem là màu khá kén người mặc. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần tinh tế và khéo léo một chút trong cách lựa chọn thì trang phục sắc vàng sẽ giúp bạn trở nên ấn tượng và nổi bật hơn. Trong phần đầu chương trình làm đẹp tuần này, Linh Trang sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số gợi ý về vấn đề này. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Những bạn gái có làn da sáng hoặc trung bình thì có thể thoải mái diện những chiếc váy có tông vàng khác nhau. Có rất nhiều kiểu dáng để các bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên thì với những bạn gái yêu thích sự dịu dàng và nữ tính thì chiếc váy với màu vàng nhạt, chấm bi và với thiết kế là dáng chữ A dài với điểm nhấn là chi tiết thắt eo thì chắc chắn sẽ giúp bạn gái tỏa sáng. Chị em và các bạn thân mến, váy vàng họa tiết kẻ caro vừa đơn giản lại không quá chói. Và dáng váy này là dáng váy trễ vai kèm theo phần tay bồng sẽ giúp bạn gái trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn rất nhiều phải không ạ? Và đặc biệt là chiếc váy này thì với chi tiết là kẻ caro thì sẽ tạo ra một sắc vàng trung tính. Và cái sắc vàng này thì sẽ phù hợp với hầu hết làn da của các bạn gái. Quý vị, chị em và các bạn thân mến, họa tiết hoa lá là mẫu họa tiết rất được yêu thích trong năm nay. Và với mẫu họa tiết này, nếu được in trên nền vải màu vàng thì sẽ càng nổi bật và bắt mắt hơn. Và với mẫu trang phục này thì các bạn không cần phải kết hợp quá nhiều phụ kiện, nhưng chúng ta vẫn thu hút ánh nhìn của người đối diện. Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn thì dăm xui là sự lựa chọn hoàn hảo. Bạn có thể lựa chọn một bộ dăm xui với hàng khuy trước ngực và điểm nhấn là chi tiết thắt eo. Và đặc biệt là bộ dăm xui với màu vàng nghệ này thì chắc chắn là sẽ phù hợp với hầu hết với làn da của các bạn gái. Tuy nhiên thì đây sẽ là sự lựa chọn tối ưu dành cho những cô nàng có nước da hơi ngăm. Thank you.
quần vàng kết hợp cùng với áo sơ mi trắng là set đồ lý tưởng dành cho những cô nàng công sở. Và với chi tiết ở đây là một chiếc quần màu vàng với thiết kế là quần giả váy, trong set đồ này thì chắc chắn sẽ làm cho bạn nổi bật và xinh đẹp hơn. Và chắc chắn rồi, với set đồ này thì bạn sẽ mang đến một làn gió mới tại công sở hay là tại nơi bạn làm việc. Nếu bạn yêu thích sự năng động thì set đồ với áo phông màu vàng với hình in là họa tiết hoặc là chữ kết hợp cùng với chân váy hoặc là quần chất liệu denim này, chất liệu thô bò thì chắc chắn sẽ càng tôn thêm nét đẹp trẻ trung và khỏe khoắn của bạn. Màu vàng còn là màu sắc biểu tượng cho hạnh phúc và thịnh vượng. Lê Trang hy vọng rằng mỗi một ngày mới, chị em và các bạn diện trên mình một bộ trang phục có sắc vàng thì sẽ may mắn, tự tin và xinh đẹp hơn. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với mục đẹp hơn mỗi ngày. Em và các bạn thân mến, tẩy tế bào chết là một việc làm rất đơn giản nhưng mang lại rất nhiều lợi ích cho làn da, đặc biệt là với những chị em thường xuyên phải trang điểm hay phải làm việc với thời gian dài trong môi trường máy lạnh. Trong mục đẹp hơn mỗi ngày hôm nay thì Lê Trang sẽ giới thiệu tới quý vị chị em và các bạn một số phương pháp tẩy tế bào chết tại nhà đơn giản, hiệu quả và dễ làm. Quý vị thân mến, Lê Trang xin được giới thiệu vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay là bạn Linh, đến từ thành phố Sầm Sơn. Bạn Linh cũng là một khán giả rất là yêu thích chương trình làm đẹp. Và xin chào Linh. Không biết là ở nhà thì Linh có thường xuyên tẩy tế bào chết cho da mặt của mình không? Xin chào Lương Trang, chào quý vị khán giả. Thường thì công việc của mình khá bận rộn nên không có thời gian để chăm sóc cho làn da của mình. Đặc biệt hơn là mình vẫn chưa tìm được một phương pháp tẩy tế bào chết an toàn. Bình thường ở nhà thì những cái bã cà phê thì khi uống xong thì bạn thường làm gì? Bã cà phê thì mình chỉ bỏ đi thôi. Vâng, quý vị thân mến, có rất nhiều người thì sử dụng cà phê xong sau đó thì chúng ta bỏ cái bã cà phê này đi. Tuy nhiên thì mọi người đều không biết rằng bã cà phê chính là một mỹ phẩm tuyệt vời dành cho làn da. Trong bã cà phê có chứa chất chống oxy hóa và nhiều loại khoáng chất có tác dụng làm đẹp và tẩy tế bào chết. Cách tẩy tế bào chết bằng bã cà phê và dầu ô liu rất đơn giản. Mỗi lần một tuần, bạn dùng bã cà phê ấm trộn chung với dầu ô liu rồi nhẹ nhàng massage. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Chỉ trong thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ nhanh chóng trở nên hồng hào và tươi tắn. Linh thân mến, Linh thấy mặt nạ từ bã cà phê và dầu ô liu thì có đơn giản và dễ làm không? Có, mình thấy rất là đơn giản đấy. Và bây giờ thì Lê Trang sẽ giới thiệu tiếp cho Linh cũng như là quý vị khán giả một loại mặt nạ tiếp theo cũng đơn giản và dễ làm không kém, đó là mặt nạ từ sữa tươi và bột cảm khạo. Quý vị và các bạn thân mến, hỗn hợp tẩy tế bào chết từ sữa tươi và bột cám gạo thì có rất nhiều vitamin và khoáng chất như lipid này, protein này, vitamin B1, B2, B6, vitamin E. Chính vì thế mà cái hỗn hợp này nó không chỉ có tác dụng là tẩy tế bào chết cho da mặt mà nó còn giúp dưỡng cho làn da trở nên trắng sáng và mịn màng hơn. Sau khi làm ẩm da với nước sạch, bạn dùng cám gạo và sữa tươi trộn đều lên thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa khắp cơ thể trong 10 phút.
Với loại hỗn hợp này thì một tuần chúng ta nên sử dụng bao nhiêu lần? À, với loại hỗn hợp tẩy tế bào chết từ sữa tươi và bột cám gạo thì một tuần Linh cũng như là quý vị khán giả chúng ta nên sử dụng ít nhất là một lần để đạt được hiệu quả tốt nhất cho làn da của mình nhé. Và cái mặt nạ tiếp theo mà Lê Trang sẽ giới thiệu tới Linh cũng như là quý vị khán giả đó là mặt nạ từ muối. Muối có chứa rất nhiều chất khoáng vi lượng và clorua natri, và trên thực tế thì đã có những hãng mỹ phẩm đã sử dụng muối làm nguyên liệu chính trong cái việc sản xuất kem tẩy tế bào chết của mình. Cho muối và dầu ô liu vào cùng nhau và dùng thìa trộn thật đều, sau đó làm ướt da mặt rồi thoa hỗn hợp này lên và massage nhẹ nhàng. Thư giãn trong khoảng từ 2 đến 3 phút để các dưỡng chất trong mặt nạ thẩm thấu hết vào da, rồi dùng nước ấm rửa sạch. Lương Trang này, khi mà chúng ta sử dụng hỗn hợp này thì có cần lưu ý điều gì không? Khi sử dụng hỗn hợp từ muối tinh và dầu ô liu để tẩy tế bào chết cho làn da của mình thì Linh cũng như là quý vị khán giả cần phải lưu ý đó là khi mà chúng ta trà sát trên làn da thì chúng ta không nên trà sát quá mạnh và chúng ta phải thao tác thật là nhanh, cũng như là những cái động tác thì nó phải mềm mại hơn. Và đặc biệt hơn đó là cái hỗn hợp này thì với những bạn gái có làn da nhạy cảm thì chúng ta không nên sử dụng, và cái hỗn hợp tẩy da chết này thì chỉ thực sự là phù hợp với những bạn gái có làn da khỏe, những bạn gái có làn da bóng dầu thì sử dụng nó thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả rất là rõ rệt. Và bây giờ thì Lương Trang sẽ giới thiệu cho Linh cũng như là quý vị khán giả một loại mặt nạ có thể phù hợp với hầu hết làn da, đặc biệt là với làn da nhạy cảm, đó là cái hỗn hợp tẩy tế bào chết từ chuối. Quý vị thân mến, chuối có tác dụng cải thiện sắc tố da, giúp da trắng sáng và mịn màng hơn. Hỗn hợp tẩy tế bào chết từ chuối và đường sẽ giúp làn da hồi sinh chỉ sau vài lần sử dụng. Bạn lấy một quả chuối và 1/2 chén đường, chuối nghiền nhuyễn, cho đường vào và trộn đều, sau đó thoa lên toàn thân và massage nhẹ nhàng. Cuối cùng tắm lại với nước sạch, tốt nhất nên duy trì đều đặn mỗi tuần một lần. Linh thân mến, ở nhà thì Linh có hay ăn sữa chua không? Có, mình rất là thường xuyên ăn sữa chua. Sữa chua thì không chỉ tốt cho sức khỏe đâu ạ, sữa chua thì còn tốt cho làn da nữa. Và cái hỗn hợp tẩy tế bào chết từ sữa chua, chanh và bột mì thì chắc chắn sẽ mang đến cho các bạn một làn da trắng sáng và mịn màng hơn. Với những ai có làn da nhờn bóng, dễ bị mụn thì cách tẩy tế bào chết da mặt bằng bột mì chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Bột mì giúp tẩy sạch lớp tế bào chết và lượng dầu thừa, từ đó ngăn ngừa mụn hình thành. Nguyên liệu gồm có 2 thìa bột mì, 1 thìa nước cốt chanh, 2 thìa sữa chua không đường. Cách làm như sau, bạn cho tất cả các nguyên liệu vào một chiếc bát sạch, dùng thìa khuấy đều thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa hỗn hợp này lên mặt và massage nhẹ nhàng, sau đó rửa sạch lại với nước ấm. Với hỗn hợp này, bạn chỉ sử dụng từ 1 đến 2 lần mỗi tuần. Linh cũng như là quý vị khán giả thân mến, vì cái hỗn hợp này của chúng ta thì có thành phần là chanh, mà trong chanh thì có tính axit. Chính vì thế mà chúng ta chỉ sử dụng cái hỗn hợp này một tuần một lần thôi để tránh cái việc bào mòn cho làn da của mình nhé. Và quý vị và các bạn thân mến, tế bào chết là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng da bị xỉn màu, thô sần, mụn, nám. Chính vì thế, chị em và các bạn hãy cố gắng một lần một tuần chúng ta hãy tẩy tế bào chết để luôn có làn da tươi trẻ và đầy sức sống nhé. Tới đây thì chuyên mục làm đẹp của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Lương Trang xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.